Hello anh em, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2023. Bên dùng Google Translate cũng thì cũng như cái này là hàng mình đã bán đầu máy rồi nha. Cũng như là mình lên mình còn lại những cái gì mình cũng như mình cắt thùng phát điện nè, thì đầu máy là mình đã bán rồi ha. Rồi bây giờ là còn lại cái cục củ phát nè, củ phát 40 kg ha, củ phát nè, củ phát 40 kg nha anh em. Đó đây nè, mình thấy nè, củ phát là nó mới khoảng 98% luôn. Đây củ phát là ra điện mình sẽ bao cho anh em, là cũng như là bao cho anh em là điện đốm và ngon lành nha ha. Đây nè, củ phát 40 kg nè, phát ra điện là 320 ba khoa ha, 220 ba khoa nè. Đó rồi thì đối với lại củ phát này á, thì mình sẽ có giá giao lưu với anh em là 8 triệu nha anh em ha. Củ phát này mình bán cho anh em 8 triệu. Đây là củ phát nè, không như là mình cắt ra giao cho anh em cái củ phát này 8 triệu nha. Còn đầu máy mình cũng đã bán rồi ha, chỉ là còn củ phát đó, củ phát là 8 triệu. Rồi còn mặt đắp lô nè, đây nè, mặt đắp lô của máy nè anh em thấy không, mặt đắp lô là đẹp tuyệt vời luôn. Mặt tắp lô mới hoạt động 24 giờ thôi. Đó, tắp lô này á, anh em nào lấy là công như mình giao nguyên bộ cái mặt tắp lô này ha. Gồm là bao gồm là đồng hồ tua nè. Đây đồng hồ tua này nè. Ha, đồng hồ tua. Rồi chìa khóa nè. Rồi hai cái đồng hồ báo nhiệt ha, báo nhiệt kép nước. Rồi một cái đồng hồ báo áp suất nhớt. Cái đồng hồ báo dầu. Đó mình cái máy này là công như mặt tắp lô này là bao gồm là 5 cái đồng hồ và một cái ổ khóa. Đó mình tính cho anh em giá 1,2 triệu nha. Đó, dây công đường mét có đầy đủ nha anh em. Đó, cái mặt tắp lô này là dây công đường mét có đầy đủ. Đó, mặt tắp lô này cũng xu này mình sẽ tính cho anh em giá là 1,2 triệu ha. Mặt tắp lô của Mitsubishi. Rồi, còn thùng dầu nữa nè. Thùng dầu nè. Đây. Thùng dầu là đẹp ken xà beng luôn. Đó, thùng dầu của máy nè ha. Rồi mở nắp dầu cho anh em xem luôn. Đây nắp dầu nè, lượt dầu nè, có đầy đủ nha, nắp dầu lượt dầu có đầy đủ. Rồi anh em nào lấy cái thùng dầu này là thùng dầu này 40 lít nha anh em ha. Thùng dầu của Mitsubishi 40 lít, tính cho anh em giá 1 triệu nha. Đó, thùng dầu này mình sẽ tính cho anh em giá là 1 triệu. Rồi còn cái bô luôn, cái bô này là của máy Mitsubishi nè. Đó, chạy cái đầu máy S4, chạy đầu máy S4Q ha. Đó, chạy đầu máy S4Q, chạy đầu máy ở dưới đó. Đây đầu máy đây nè. Đó, chạy đầu máy S4Q ha. Rồi thì đó là cái bô này nè, còn mới là đẹp long lanh nha. Đó, bô này thì nó có kích cỡ chắc cái chiều hoành của nó là chắc cỡ gần 20 đó nè. Đó, mình ôm hết một tay nè. Ha, chiều hoành của nó là tầm khoảng 20. Đó, còn chiều dài của bô coi. 1 2 3. Chiều dài của bô này chắc cỡ 7 tấc quá ha. Chiều dài của cái bô là 7 tấc. Rồi cái bô này anh em nào lấy tính cho anh em giá 1 triệu ha. Đó, bô này anh em nào lấy tính cho anh em giá 1 triệu. Đây, mình sẽ cho anh em xem cái bô nè. Đây, bô là mới ken luôn ha, mới kỉnh cái bô luôn. Đó, bô rất là nặng nha anh em, nè bô còn khá là đẹp luôn. Đó, máy mới hoạt động 24 giờ thôi, anh em thấy không, cái bô nó khá là đẹp. Đó, mặt lưng nè, bát chân bát nè, đây nè ha. Rồi bô giá 1 triệu nha anh em. Rồi bây giờ mình xin báo giá lại nha. Bô 1 triệu nè, thùng dầu 1 triệu nè ha, thùng dầu 40 lít giá 1 triệu. Rồi mặt tắp lô 5 đồng hồ giá 1,2 triệu. Đó, còn củ phát 40 kg. Đó, củ phát này 40 kg là mình sẽ tính cho anh em 8 triệu ha. Đó, củ phát 40 kg tính cho anh em 8 triệu. Rồi quay qua đây nè, quay qua đây cho anh em xem cái củ phát luôn. Củ phát thì dây đồ mình tháo ra cũng như là còn đầu cốt đồ này kia đầy đủ nha anh em. Đó, mấy cái đầu cốt đồ còn đầy đủ nè.
đó, về là cũng như là anh em cứ đưa cái mạch AWG vô là anh em xài thôi ha. Rồi đây nè, đó anh em thấy củ phát không, nó còn mới tinh luôn á. À, củ phát mới tinh nè, ốc nè, đó máy mới hoạt động 24 giờ mà. Còn dây này là dây công nghệ mát nè ha, dây công nghệ mát của cái bản tắp lô nè. Đó, dây đồng hồ có 1 mét tua, đồng hồ tua á. Củ phát là đẹp tuyệt vời, củ phát thì 8 triệu. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em cái thùng ATS luôn. Đây nè, thùng ATS nè. Đó, bị anh em mua cái gì mình bán cái đó ha. Khởi nè, ở CB nè, ở CB là 225 ampe quay vô đó. CB của Mitsu luôn nha. Đó, CB là 225 ampe đó. Anh em nào lấy CB này mình tính cho anh em giá 7 xị ha. Anh em nào lấy cái CB tính cho anh em giá 7 xị. Rồi hai khởi động từ đây, đây nè, hai khởi động từ nè, đây nè ha. À, hai khởi động từ nè. Rồi anh em nào lấy mà cặp khởi động từ này mình sẽ tính cho anh em giá 1,2 triệu ha, cặp khởi nè, tính cho anh em giá 1,2 triệu nha. Đó, quay vô chi tiết cho anh em xem cái thông số của khởi động từ luôn, thấy không? Đây nè, đó rồi cặp khởi này mình tính cho anh em giá 1,2 triệu nha. Rồi còn bên trong nè, bên trong tủ nè, đây bảng điều khiển nè. Đó, anh em nào mà cần thiết cái gì á mình sẽ giao lưu cho với anh em luôn nha. Đó, nguyên cái bảng điều khiển nè. Đó, còn anh em nào mà muốn lấy nguyên cái tủ á thì mình sẽ tính luôn nguyên cái tủ cho anh em. Đó, nguyên cái tủ này mình tính cho anh em giá 4 triệu thôi. Nguyên cái tủ này mình giao cho hết đồ cho anh em luôn. Đó, tính cho anh em 4 triệu. Rồi nó có luôn mấy cái cục biến thế nữa nè. Đó, có ha. Rồi, anh em nào lấy cái tủ này tính cho anh em 4 triệu nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em. Đây là một sò bơm nè. Sò bơm này á là nó kéo đầu máy là có công suất là cũng như là đầu máy của Mitsubishi 6D16 nha nè ha. Đó, cái họng bơm á, cái họng hút nè. Cái họng hút là tầm khoảng 30 đó nè. Đó, cái họng hút nè tầm khoảng 30 nè. Đó, nó sử dụng là cánh quạt bằng đồng nha anh em. Đó, nguyên cánh quạt bằng đồng là khá là lớn. Cái này là hàng chuẩn nghĩa địa nha. Sò bơm hàng chuẩn, hàng nghĩa địa. Đó, mấy cái sò bơm này á rất thích hợp cho anh em bơm bùn nè, bơm cát nè. Là coi như là anh em có sò bơm này là anh em coi như là anh em bơm cực kỳ ngon nha. Ha, cực kỳ ngon. Đó, cánh quạt, nguyên cánh quạt ở bên trong là bằng đồng hết toàn bộ nha anh em. Ha. Rồi cái họng hút á là nó tầm khoảng là gần 30 đó, theo mình đo một gang với lại thêm cỡ 5 phân nữa là chắc cỡ theo mình tính là coi như là mình tính có chỉ dao động là từ 25 cho tới 30 đi ha. Cái họng bơm nè, từ 25 tới 30. Rồi. Còn cái họng đẩy nè. Đó, cái họng đẩy nè. Cái họng đẩy này tầm khoảng 20 21 gì đó, ha, một gang tay nè. Đó, cỡ 20 21 gì đó ha. Cái họng đẩy 20 21. Rồi máy mình á thì nó có một cái nồi luôn nè. Đó, mình tháo cái đầu máy ra thì nó còn nguyên một chụp này là chụp qua đầu máy nè. Ha, chụp qua cái đầu máy. Rồi nó có một cái lamia nó bỏ vô đây nè. Cái cốt lamia nó thọt vô đây là nó kéo qua bên cái bộ phận của nồi ăn mây da nè. Ha, nồi ăn mây da đó anh em. Đó. Nó kéo nguyên cái bộ phận nồi của ăn mây da nè. Ha.
có ba bố ba càng nè. Đó. Đó, nó có đầy đủ đồ hết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái chuông ha, cái chuông nồi nè. Đây nè, anh em thấy không? Cái chuông nồi nè. Đó, chuông nồi nè. Cái này hàng nghĩa địa nha, anh em mua về anh em cài rất là ngon. Anh em nhìn nó quay rất là nhẹ. Thấy không? Quay rất là nhẹ. Đó. Rất là nhẹ nhàng luôn. Ha. Rồi thì mình sẽ giao cho anh em nè. Đó, để, cũng như là nguyên cái khung đó luôn. Ha, nguyên cái khung của nó này kia, đồ này kia là cũng như mình sẽ giao cho anh em hết. Mình tính cho anh em giá 20.000 một ký nha. 20.000 một ký. Đó, mình căng bao nhiêu ký thì tính tiền nhiêu ký nha. Đó, tính ra là cũng như là 20.000 ký là anh em mua về xài đã đời luôn. Thời gian anh em bán dây chai là cũng không lỗ nữa. Đó, tự về nguyên cái cánh quạt này bằng đồng á, trong bên trong á là anh em cũng biết là giá trị là bao nhiêu tiền rồi. Đây nè, nguyên cánh quạt bằng đồng bên trong á, nguyên cánh quạt bằng đồng bên trong là nó khoảng mấy chục ký đồng á. Đó là anh em biết là thấy là bao nhiêu tiền rồi ha. Còn nguyên anh em nào lấy hết nguyên cái bộ khung này á là mình tính cho anh em giá 20.000 ký ha. Đó, 20.000 ký sò bơm của Mitsubishi, chạy đầu máy là 6D16. Đó, anh em nào mà nếu mà có cái sò bơm này á, là anh em phải chạy cái đầu máy là cũng như là trên 250 ngựa nha, 250 ngựa mới chạy được cái sò bơm này nha anh em. Rồi ok, thì cũng như là mình cũng có một số mặt hàng mới về hôm nay, với lại những cái mấy đồ mình, mấy cái máy phát điện mình cắt ra, mình còn lại những gì mình lên đây để phục vụ anh em. Thì anh em nào mà coi có phù hợp được cái sản phẩm nào á thì anh em ủng hộ cho mình ha. Số điện thoại mình là 0914 711 438, mình tên Tình nha anh em. Địa chỉ mình là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh em muốn tới địa chỉ mình xem hàng thì anh em cứ search lên Google Maps, dùng cầu cành tay tê Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Quên hả? Còn ở đây nữa chứ. Rồi bô nè, cái bô này là của ECU nè. Bô này là của ECU 3K 3K C2 anh em nha. Bô này là của ECU 3K C2. Thì 3K C2 này á thì mình cái bô này mình tính cho anh em giá 800. Đó, bô khá là đẹp. Bô của ECU 3K C2. Đó, tính cho anh em 8 xị ha. Bô còn xanh dờn luôn. Anh em thấy không? Đây nè, bô là còn xanh dờn hết luôn. Đây. Đó, mấy cái lường bô nè. Đó, lường bô rồi còn xanh dờn ha. Ồ, đây nó hơi ái vậy ta. Đây hơi ái rồi. Thôi, cái bô này bỏ qua đi. Rồi, thì cũng có cũng như là mình cũng có một số mặt hàng để lên đây phục vụ anh em. Anh em coi cái sản phẩm nào được thì anh em ủng hộ cho mình ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.